Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Chiều tối nay ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 130 km về hướng Đông Nam. Dự báo trong những giờ tới, nó sẽ di chuyển theo hướng Nam, sau tổi thành hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, Đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ vĩ Bắc, 108,3 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 30 km về phía tây. Sau đó nó di chuyển theo hướng đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Về tình hình thời tiết tỉnh Quảng Ninh trong đêm nay và ngày mai, mưa cơ bản sẽ chấm dứt ở hầu hết các khu vực trong tỉnh, ban ngày trời nắng nhiều. Tại các địa phương miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long tiết trời chủ đạo đều là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 28 cho đến 34 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự như các khu vực đất liền, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ, trên biển có gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, cơ bản không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Vừa rồi là tình hình thời tiết tỉnh Quảng Ninh trong đêm nay và ngày mai. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Do áp thấp nhiệt đới dịch chuyển xuống phía Nam, ở miền Bắc, mưa giảm dần. Đêm nay mưa chủ yếu xảy ra ở khu vực Tây Bắc và phía Nam của vùng đồng bằng. Ngày mai mưa sẽ giảm xuống còn vài nơi. Bắc bộ trời có nắng, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực miền Trung, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Còn các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chỉ duy trì ở mức từ 30 đến 32 độ, trời không quá nóng. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời ít mưa, nhiệt độ giao động từ 32 cho đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh nên tiếp tục có mưa vừa, mưa to về chiều và tối, nền nhiệt giao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ là từ 31 cho đến 33 độ. Đêm nay và ngày mai, trên hầu khắp các vùng biển nước ta, thời tiết đều không thuận lợi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông cũng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nên tàu thuyền lưu thông cần chú ý đảm bảo an toàn. Kết thúc bản tin sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.